Xin chào, hôm nay tôi tiếp tục làm một cái video về Music Server MP để mô tả cái tính năng chơi nhạc trực tuyến từ trang nhạc Spotify. Đây là cái phần mềm chơi nhạc trực tuyến Spotify được cài đặt ở trên máy tính. Ở trên điện thoại thì như các bạn biết là cũng có thể được cài đặt được Spotify. Nhưng mà cái điện thoại của tôi thì đang dùng để quay clip, nên là tôi phải dùng cái máy tính để điều khiển. Thì trên điện thoại cũng điều khiển như vậy thôi. Thì trên cái giao diện Spotify ấy, thì mình vào cái phần connect với thiết bị. Đấy, phần connect mình sẽ nhìn thấy thiết bị có tên là MP này. MP có nghĩa là cái phần mềm Spotify nó đã nhận dạng ra thiết bị rồi. Bây giờ mình sẽ kết nối với nó thôi. Kết nối với MP. Đã kết nối thành công. Bây giờ mình sẽ chọn một cái album để nghe nhé. Mình sẽ thử cái album bằng kiểu acoustic. Chọn một bài hát Đêm Lao Sao của Bằng Kiều. Ok. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi, hạt mưa rơi khóc thầm. Nhẹ nâng câu hát ban đầu
Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.